hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam chính thức được cấp phép bay tới Mỹ. Sau chứng nhận nhận đạt năng lực giám sát an toàn hàng không mức 1, CAT 1, Cục Hàng không Liên bang Mỹ, FAA, cấp cho Cục Hàng không Việt Nam, Thủ tục Bộ Giao thông Vận tải, GTVT, Mỹ vừa cấp cho Việt Nam Airlines là điều kiện đầu tiên cho phép một hãng hàng không của Việt Nam đi vào không phận Mỹ. Theo giấy phép này, Việt Nam Airlines được thực hiện các chuyến bay giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tới một số điểm đến của Mỹ thông qua các điểm trung chuyển tại Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản. Việt Nam Airlines được vận hành các chuyến bay đến Los Angeles, San Francisco, New York, Seattle và Dallas-Fort Worth. Hãng cũng có thể tiếp tục thực hiện các lộ trình đến các thành phố Vancouver, Montreal và Toronto của Canada. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá, việc Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cấp phép cho Việt Nam Airlines vận chuyển hành khách, hàng hóa, thư từ giữa Việt Nam và Mỹ được coi là một động thái quan trọng của phía Mỹ sau khi trao chứng nhận CAT 1, là một bước quan trọng để chuẩn bị cho kế hoạch bay thẳng đến Mỹ sau này của hãng hàng không quốc gia. Ông Dương Chí Thành, Tổng Giám đốc Việt Nam Airlines, cho biết, đường bay Mỹ là cầu nối hàng không rất quan trọng, tuy nhiên việc chuẩn bị thị trường lại không hề dễ dàng. Mỹ không phải là một thị trường tiềm năng về lợi nhuận. Là hãng hàng không quốc gia, Việt Nam Airlines xem việc mở đường bay tới Mỹ là nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên, để bay Mỹ phải đáp ứng được các yêu cầu thủ tục pháp lý vô cùng phức tạp và Việt Nam Airlines cần khoảng 2 năm nữa chuẩn bị. Theo tính toán, nếu bay thẳng tới Mỹ sẽ phải mất 5 năm mới hòa được vốn và khả năng lỗ ước khoảng 30 triệu USD năm. Ông CEO của Việt Nam Airlines khẳng định. Trao đổi với TV Dân Trí, bà Zoe Lang, phụ trách truyền thông khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Boeing, cho biết mở đường bay Mỹ trong tương lai gần vẫn là mục tiêu của các hãng hàng không Việt Nam. Tuy nhiên, các dòng máy bay hiện đại mà Việt Nam Airlines đang sở hữu như Boeing 787-9, Boeing 787-10 cũng chưa thể thực hiện bay thẳng tới Mỹ và phải quá cảnh ở nước thứ ba. Đại diện nhà chế tạo máy bay Boeing thông tin, loại máy bay có thể giúp bay thẳng từ Việt Nam đến Mỹ là Boeing 777X. Hiện nay trên thế giới đã có 12 hãng đặt mua Boeing 777X, nhưng trong danh sách này không có hãng bay nào của Việt Nam. Châu Như Quỳnh. Bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.